Cùng với sự phát triển của xe điện, công nghệ pin trên toàn cầu cũng tăng trưởng nhanh chóng. Trong đó, pin để gắn cho ô tô điện là yếu tố then chốt giúp thay đổi thị trường trong tương lai. Sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện kéo theo sự tăng trưởng và đổi mới nhanh chóng của công nghệ pin, dựa trên mục tiêu chính là cải thiện dung lượng, thời gian sạc và độ an toàn. Một tiến bộ lớn trong lĩnh vực này phải kể đến sự ra đời của pin thể gắn cho ô tô điện. Công nghệ pin này hứa hẹn sẽ mở ra tương lai mới trong ngành công nghiệp xe điện phát triển. Pin lithium-ion được ứng dụng phổ biến để cung cấp năng lượng cho xe điện trong nhiều năm qua. Không thể phủ nhận những tính năng tuyệt vời mà dòng pin này mang lại như hiệu suất hoạt động cao, có khả năng chịu nhiệt tốt, thời gian sạc, tuổi thọ cao hơn ắc quy và không gây ô nhiễm môi trường. Theo IEA, tính đến năm 2040, có khoảng 80% lượng pin lithium sẽ được sản xuất trên toàn cầu sẽ ứng dụng cho xe điện. Do đó, nhu cầu sử dụng pin lithium sẽ tăng cao gấp 40 lần so với hiện tại. Tuy nhiên, nguồn cung lithium có sẵn trên thị trường hiện tại đang rất khan hiếm. Đồng thời, mức giá lithium carbonate, nguyên liệu cơ bản của ngành sản xuất pin lithium lại tăng cao. Theo số liệu của ASEAN Metal, giá của lithium carbonate ở Trung Quốc hiện lên đến 11.175 USD trên một tấn. Trong tháng 1 năm 2021, mức giá này tăng thêm khoảng 37%. Việc tăng giá trong khoảng thời gian ngắn có thể là dấu hiệu cho thấy giai đoạn suy thoái của thị trường này. Theo nhà phân tích George Miller, nhu cầu đối với hóa chất lithium đã vượt xa so với tốc độ tăng trưởng của nguồn cung. Ông cũng dự báo rằng thị trường năm nay sẽ thiếu hụt khoảng 6.000 tấn lithium carbonate. Vấn đề đặt ra cho các nhà khoa học trong thời điểm hiện tại chính là nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng mới nhằm đồng hành và bù đắp cho sự khan hiếm của nguyên liệu tạo ra pin lithium ion. Do đó, pin thể gắn được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế khả thi cho pin lithium trong một tương lai không xa. Năm 2017, thị trường pin thể gắn trên toàn cầu được định giá 53 triệu đô và dự kiến đạt 1.407,69 triệu đô la vào năm 2025. Do đó, pin thể gắn cho tàu điện dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR, hay còn gọi là tốc độ tăng trưởng kép hàng năm, là 49% từ năm 2018 đến năm 2025. Ở thời điểm hiện tại, thị trường pin thể gắn toàn cầu được phân chia dựa theo khu vực, chủng loại, dung lượng và ứng dụng, cụ thể như sau. Thị trường pin thể gắn theo khu vực. Theo khu vực, thị trường pin thể gắn toàn cầu sẽ được chia thành Bắc Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Nam Mỹ. Trong đó, thị trường được cho là tiềm năng nhất để phục vụ sản xuất ô tô điện là Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ. Ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu, nhà lãnh đạo của các khu vực trên đã cam kết giảm 50% đến 52% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuyên bố này đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp nghiên cứu và chế tạo pin thể gắn để ứng dụng trên ô tô điện trong tương lai gần. Cụ thể, thị phần chính của thị trường pin thể gắn toàn cầu thuộc về Châu Á Thái Bình Dương và quốc gia nổi bật là Trung Quốc. Tiếp đến là khu vực Bắc Mỹ và Liên minh châu Âu EU. Với kế hoạch này, dự kiến quy mô thị trường pin thể gắn sẽ đạt 4,3 tỷ USD vào năm 2027, tốc độ 48,02% trong giai đoạn 2020-2027. Thứ hai, thị trường pin thể gắn theo chủng loại. Pin thể gắn cho tàu điện được phân thành hai loại chính là pin di động, pin màng mỏng. Năm 2017, pin di động dẫn đầu thị trường do nhu cầu ứng dụng trong điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính sách tay, máy đọc sách điện tử và máy nghe nhạc MP3 tăng cao. Chính nhu cầu trên đã thúc đẩy mong muốn sử dụng pin thể gắn trên các thiết bị điện tử và xe ô tô điện. Dự kiến trong giai đoạn 2017-2025, pin thể gắn màng mỏng sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR rất cao. Thứ ba, thị trường pin thể gắn theo dung lượng. Dựa theo dung lượng, pin thể gắn được phân thành nhiều loại đa dạng công năng để phục vụ cho các nhu cầu khác nhau như dưới 20mAh, từ 20mAh đến 300mAh, 301mAh đến 500mAh và trên 500mAh. Trong đó, dung lượng từ 500mAh trở lên được dự đoán sẽ trở thành phân khúc có tiềm năng phát triển lớn nhất trên thị trường. Tiếp theo là thị trường pin thể gắn theo ứng dụng. Pin thể gắn đã và đang sẽ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống như điện tử gia dụng và di động, xe ô tô điện, thiết bị y tế và một số lĩnh vực khác. Trong đó, thị trường xe điện dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất khi nhiều ông lớn như Toyota, Volkswagen, Hyundai và BMW đang phát triển pin thể gắn để ứng dụng cho xe ô tô điện của họ. Hiện tại, pin thể gắn vẫn đang trong quá trình phát triển. Hãng xe Nhật Bản Toyota đã đặt mục tiêu bán chiếc xe ô tô điện đầu tiên chạy bằng pin thể gắn trước năm 2030. Một số hãng phát triển ô tô lớn của Mỹ và Đức cũng đang bắt đầu nghiên cứu và phát triển pin thể gắn cho các dự án riêng của mình như Volkswagen, Ford, BMW. Tiêu biểu là Ford và BMW. Hai hãng xe này đang đầu tư 130 triệu USD vào công ty khởi nghiệp pin thể gắn Solid Power để giảm chi phí và gia tăng phạm vi hoạt động cho các loại xe điện trong tương lai. Bất kể pin thể gắn cho ô tô điện phải mất bao lâu để có mặt trên thị trường, thì cuối cùng chúng sẽ trở thành công nghệ không thể thiếu trong tương lai.
Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.